Hi guys, thank you and welcome back to my channel. So it's been a long time. I haven't been to YouTube since 4 months ago, and I have a story for that. It's going to be me going to Vietnam for Miss International Queen Vietnam 2023. I'm going to have another YouTube video talking all about it, but today we're actually going to go in and do a first reaction for Miss International Queen first episode with one of the contestants from Miss International Queen. That's a tongue twister right there. Miss International Queen Vietnam, Trương Tiên. Hi guys, my name is Trương Tiên and I'm top 38 of Miss International Queen Vietnam 2023. Mm-hmm. And today, me and my biggest sister will reaction the first episode of Miss International Queen Vietnam 2023. Mm-hmm. And okay, let's see what happened in this first episode. Miss International Queen Vietnam is going to be majority going to be in Vietnam, so we're going to talk a lot in Vietnamese, and I'm going to try my best to also translate to English also. I'm going to try to have it kind of like translate subtitles somewhere down here. Maybe if you turn on the subtitle, it's going to translate down below. But if not, I'm going to try my best to like translate it. But yeah. So we're going to start watching the first reaction from Miss International Queen Vietnam. Also, tập này là tập đầu tiên của Bella quay cho Miss International Queen Việt Nam, nên với lại Trương Tiên, các bạn đã thấy Trương Tiên ở trong tập 1 của Miss International Queen rồi. Bây giờ Bella với lại Trương Tiên sẽ react cho tập này, tại trước giờ Bella cũng chưa biết là mình sẽ có phải là react không, tại trước giờ Bella cũng nói thiệt cũng tức thiệt á. Bây giờ bị coi lại, bị tức liệt, tức lại á, thì bây giờ sẽ coi lại nha. À, bữa nay hai đứa mặc đồ trắng tại nếu mà được chọn vô top 30 là được mặc đồ trắng là đồ tím. Trắng hoặc tím. Tím thì tụi tiên chọn màu trắng cho ngày hôm nay, nhưng mà cái lúc ở cái lúc quay hình tập 1 á thì là tụi tiên bỏ màu trắng, chị Bella Snow bỏ màu tím. Màu tím. Dạ Bella sẽ nhiều bạn sẽ không thấy Bella trong bậc đồ tím, nhưng mà là có một bộ màu tím rất là đặc sắc mà Tiên Trương cũng đã mặc rồi. Uh-huh. Trong hình của Tiên Trương, Bella sẽ để hình của Tiên Trương mặc bộ đó. Bella sẽ mặc hình của Bella mặc để chính là bộ thứ hai mà Bella chưa có chụp luôn hả? Có chụp. Có chụp luôn hả? Có chụp. Ok. Dạ. Yeah. Ok, let's start. Yam kham. Ủa, hiểu luôn hả? Ở Việt Nam lâu rồi. Năm nay opening cho show Miss International Queen dâm quá trời luôn. Trời ơi. Như là đầu tư trang phục lắm nha. Uh-huh. Mentor nào cũng là trang phục chặt chém. Chị có tin là em coi em nhớ từng khúc luôn không? Em nhớ từng khúc nó xảy ra cái gì luôn. Minh Tú in your area. Chủ đề năm nay đó chính là màu tím dũng cảm. Em muốn là một người có tiếng nói trong cộng đồng, một người tự tin, một người bản lĩnh, một người dám đứng ra đấu tranh cho chính cộng đồng. Tại sao em có thể khoa học mình kia thấy là tự tin chính mình, không phải là người của mình. Chứ bây giờ em là 33. Ở ngày đó lúc mà Bella làm hair makeup cái đầu, giống như là Bella đặt hair and makeup, nhưng mà hair and makeup ngày đó Bella phải giống như là nói là phải đi giống như nửa tiếng để tới hair and makeup, mà Bella phải đặt người khác giống như đêm đó phải gọi emergency, là phải gọi người khác để làm cái đó là gì. Cái lúc mà cái người làm cho chị là anh Andrew là nửa đêm Bella phải gọi Andrew với lại anh Duy để làm tóc cho Bella cái ngày đó, tại Bella biết là giống như là đi quay hình hả là đã xa rồi mà phải đi qua hair and makeup nửa tiếng, rồi con bay về nửa tiếng phải xách
đồ vali nữa rất là nhiều, nên là phải book hair makeup khác để tới nhà, tận nhà Bella để làm hair makeup mới kịp. Tại chứ vì mình mà đi nữa là đúng không rồi. Có kịp đâu. Tại vì lúc đó chuẩn bị là tất cả thí sinh là phải đem theo quần áo hết. Uh-huh. Quần áo nói chung là tất cả những cái đồ đạc là cần thiết để vô nhà chung. Cho nên là nếu mà được vô nhà chung là vô 5 ngày là phải chuẩn bị hết mấy đồ đó. Rồi mỗi đứa là xách cái vali bự thù lù vậy nè. Mà nặng chết mà bật, phải mặc áo dạ hội đi xách vali, đứa nào đi không có được, giống như là đem ai đi theo nữa. Không có được theo trợ lý makeup gì theo không hết, chỉ được đi một mình thôi. Nhưng mà vẫn có nhiều người đem theo trợ lý với makeup đó nha. Nhưng mà lúc sau là được cho vô hết á. Bởi vì mới nói là không fair đó. Dạ, cái đó là hơi không fair, giống như fair. Là phải làm với lại tiên đi theo ban tổ chức nói là không có được đem trợ lý hay là điều nhà hay là makeup với hair, đi một mình thôi. Mà lúc mà tới đó là giống như là có vài bạn cũng có trợ lý rồi hair makeup tầm lum tới lạ rồi. Ủa sao kỳ. Cho nên lúc lên nguyên một ngày trời để tụi tiên quay hình rồi tụi tiên tự touch up, tự làm tóc rồi tự touch up makeup lại luôn chứ không có ai help hết. Với lại tóc của Bella nó hơi bị xẹp cái khúc này hay là tại đợi 10 tiếng rồi mới quay cái khúc này á. Với lại lúc đó hay là giống như là Bella phải đổi hair makeup là ngày đó không có phím tóc. Cái này là tóc thiệt của Bella hết. Cái đó là đáng lẽ ra phải để vài phím vô nữa cho nó dài lên. Nhưng mà không có kịp để lấy tóc nên tóc bị hơi xẹp 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 chút. Là phải ngồi lâu quá, không có keo, không có đột xịt tóc, không có đột xịt keo gì hết. Tuổi hả? Sao vậy? Trong cơ thể của mình nên hơi sâu chút. Và bây giờ là cơ hội cuối cùng của em để làm hoa hậu nên em sẽ chiến hết mình. Thank you. Này lúc đầu nè. Mấy cái khúc mình đi cắt hết chưa? Nhưng mà là không có được đi. Từ lúc đó là chuẩn bị đi là phải vô quay. Vô thôi quay đúng không? Phải quay, không có được đi đúng đó. Cái của chinh phục vương miện MEQ năm nay là có rất nhiều gương mặt mới. Mặc dù là gương mặt mới nhưng mà các bạn ấy lại có những cái thần thái rồi những kỹ năng rồi là độ hot cho các bạn rất là lớn, rất là khủng. Bella. Sự cạnh tranh giữa các thí sinh với nhau sẽ là cuộc chiến rất là nham go và em hy vọng trong sự nham go đấy sẽ luôn Kira cool. Khi đã được lên hình đúng một slot lên được đúng một slot. Xin chào mừng tất cả các thí sinh đã đến với vòng ghi hình của Miss International Queen Việt Nam mùa thứ 3. Biết chờ mấy tiếng rồi mới được vô quay cái này không? Tới chiều. Tới chiều. Lúc mà quay cái này tới chiều. Sáng mấy giờ mình phải đó tới đó? 9 giờ mình phải có mặt ở đó. 9 giờ phải có mặt trường quay. Cái này chiều cũng là 3-4 giờ á. Mà trong trường quay hành anh nóng ơi là nóng. Đứa nào cũng đứng đây chảy mỡ. Không có quạt, không có gì hết. Trời ơi là nó nóng. Hôm nay thì các bạn sẽ phải trải qua rất là nhiều vòng thi cam go. Và ngày hôm nay, từ top 68 thí sinh, chúng tôi sẽ chọn ra top 30. Và từ top 30 này, các bạn sẽ có cơ hội để gặp gỡ các huấn luyện viên của mình. Chúng ta sẽ có 6 giám khảo. Và nếu bất kỳ bạn nào nhận được từ 5 yes, tức là 5 sự đồng ý trở lên, các bạn sẽ đi thẳng vào vòng tiếp theo. Nếu các bạn nhận được từ 3 tới 4 yes, nghĩa là các bạn sẽ được xếp vào standby, nghĩa là cái nhóm sẽ được xem xét lại và chúng tôi sẽ công bố kết quả sau vào cuối buổi. Còn nếu các bạn nhận được ít hơn 3 sự đồng ý, nghĩa là các bạn đã bị loại. Và sau đây tôi xin được phép giới thiệu thành phần ban giám khảo ngày hôm nay, những người sẽ quyết định số phận của các bạn ở vòng thi này. And now I would like to introduce one of our main judges today, Miss Lucette. She's fabulous in person. Nhìn chị rất là tự tin. Giám khảo tiếp theo, nhà tài trợ Kim Cương, doanh nhân Hoàng Song Hà. Giám khảo tiếp theo, chủ nhân của chiếc ghế nhân ái, giám khảo Huỳnh Như.
chúng ta sẽ có một chiếc vương miện vô cùng đẹp tới từ nhà tài trợ vương miện. Xin được giới thiệu giám khảo Đăng Hậu. I like him. Mà Hiêm không biết có ở Mỹ hay là ở nước ngoài gì mà thấy giọng Việt Nam của Hiêm cũng lớn lớn. Biết nhớ Việt Nam nhiều. Và đây chính là 6 gương mặt sẽ quyết định số phận của các bạn trong vòng thi lần này. Sawadee-kha. Sawadee-kha. How about our contestant this year? Well, since I knew that I was going to be here, I followed the Instagram, Miss International Queen Vietnam, and I am very impressed on how beautiful Vietnamese beautiful ladies are. Oh. Em thật rất là vỡ à, bởi vì là thật sự bên ngoài cô đúng thiệt rất là đẹp, rất là thân thiện nữa. Do you have some advice for them before the very important round? Yes, my advice is to try and not be so nervous and be yourself. I would like to see the real you, who you are, and not just beauty on the outside, but I want to know if you have any brains on the inside too. Tin xin được chúc tất cả các bạn cũng giống như cô Lucas vừa nói, đó là các bạn hãy tự tin là chính mình, hãy tỏa sáng. Bởi vì cuộc thi này chúng tôi không chỉ chấm cái vẻ đẹp bên ngoài mà chúng tôi còn chấm cái vẻ đẹp bên trong của các bạn nữa. Với tư cách là một nhà tài trợ của chiếc vương miện lần này thì Don cũng muốn các em hãy thật sự tỏa sáng và xứng đáng với chiếc vương miện mà ban giám khảo cũng như nhà tài trợ trao tặng cho các em. Với vị trí chiếc ghế nhân ái đầu tiên của chương trình năm nay thì Như mong rằng các bạn sẽ tỏa sáng nhất và Như sẵn sàng đồng hành và chia sẻ với các bạn để các bạn có thể có một mùa thi trọn vẹn nhất. Là nhà tài trợ Kim Cương cũng là vị trí ban giám khảo trong mùa năm nay. Ngày hôm nay tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng là các bạn hôm nay quá xinh đẹp và tôi chúc cho tất cả các bạn ngày hôm nay thành công và chiến thắng. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chưa. Ok, game. Hold on! Vượt qua rất nhiều những thử thách cam go, top 68 thí sinh hôm nay sẽ bước vào vòng loại trực tiếp, thể hiện khả năng và bản lĩnh để chinh phục các ban giám khảo. Từ top 68, ban giám khảo sẽ chọn ra top 30 ứng viên xuất sắc nhất để bước vào vòng chọn đội của các huấn luyện viên. Lên kiểm tra to sẽ lấy đâu ra mà sao nhiều người chuyển giới đẹp vậy được. I am ready to inspire and be inspired. Sẵn sàng thực hiện những cái thử thách chương trình đưa ra. I be charm and please stop the world. Cái tập vừa rồi chưa coi không? Sẽ có mặt trong phòng chờ để quan sát các thí sinh thể hiện năng lực của mình, đồng thời lựa chọn cho mình những chiến binh phù hợp với tiêu chí mình đưa ra. Mỗi huấn luyện viên sẽ có một quyền cứu thí sinh khi thí sinh ấy không được các ban giám khảo lựa chọn. Em cứu đâu ạ? Tiền Quỳnh Châu Quỳnh Hoa Quỳnh Mai sao Quỳnh nhiều quá nhỉ? Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta bắt đầu vòng casting trực tiếp để tuyển chọn ra những thí sinh sẽ bước vào vòng lựa chọn đội. Thì trên tay Hương Giang đây là 4 chiếc phong bì. Các giám khảo sẽ bốc thăm để lựa chọn phong bì của mình. Và trong mỗi chiếc phong bì này là một màu đại diện cho một team. Các giám khảo sẽ không biết được rằng là mình đang nắm trong tay chiếc phong bì của team nào. Nếu như các giám khảo có một cái quyết định sẽ bảo vệ thí sinh này đến cùng và cảm thấy rằng là không đồng tình với các quyết định của các giám khảo khác, hoặc là mình cảm thấy rằng là mình thực sự thích cái thí sinh này và mình không muốn cái thí sinh này phải risky trong cái việc là lựa chọn team, thì mọi người sẽ đưa chiếc phong bì này lên và bạn đó sẽ vào thẳng team của huấn luyện viên mà giám khảo đã bốc thăm được. Em với anh Hậu chắc mình để cho mọi người còn lại đại diện ha. Dạ. Sao em cho anh Hậu một cái vậy? You pick first. Không biết ai cầm mình nhỉ? Okay. Hình như khó mà. Không. Có 4 cái à. Anh Tiến, là anh Tiến với lại hai cô kia. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một buổi làm việc thật là công tâm, cũng như là lựa chọn ra những gương mặt thật là xứng đáng. Bốn vé đúng rồi. Tiếp theo, và ngay bây giờ
xin phép được mời top thí sinh đầu tiên. Cái này không quay chị đâu. Cháy. Quay cái lúc nói. À, cắt rồi. Quá là đẹp đi. Rung mông lúc này lên rung mông. Không. Cái đèn nó hơi rung chắc rồi. Ờ cái nền dưới. Thấy rồi. Em có thấy mục tiêu rồi đó. Thấy rồi cái của chị. Của chị. Anh biết nói chị là tan tiền. Ờ tan người đứng kế nhà. Đan tiền. Nói gì nữa? Nói đi kêu. Áo đó ở ngoài đan tiền đẹp thiệt. Thiệt luôn á. Thì trong cái I want that outfit in real life. Yeah. Trời đất ơi. Đẹp vậy trời. Rất xinh. 10 điểm. Gu này, gu này của Thái Lan nha. So tiny. She need more confident. Yeah. Em xin chào quý vị ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Đăng Tiên. Năm nay em 23 tuổi. Và em đến từ thành phố Bắc Giang. Và nghề nghiệp hiện tại của em đang là người mẫu ảnh tự do. Thôi xong vậy. Ủa à, có hoa hậu rồi vậy. Khỏi khỏi. Năm nay phần trăm đăng tiên in top rất cao. But you're lacking in a bit of confidence. Yeah, I think because you're very nervous. Em cũng là thí sinh mở màn đầu tiên thì là em cũng có trong mình một chút áp lực nhưng mà em vẫn muốn mang đến một cái điều gì đó tích cực để ủng hộ tất cả những bạn phía sau. Ngày hôm nay layout, make up và cái cách chọn trang phục của em thể hiện em là một người rất là chỉnh chu trong cái việc xuất hiện và rất là có gu. Mong muốn khi mà bạn đến với chương trình năm nay là gì? Đối với riêng em và tất cả top 68 thí sinh thì đều có chung một lý tưởng, mục đích khi đến đây. Đó là được chạm tay vào chiếc vương miện danh giá của Miss International Queen. Nhưng mà em muốn rằng là khán giả nhớ đến em là một cô gái đan tiên. Tuy rằng vóc dáng hơi nhỏ bé nhưng mà em mang đầy bản lĩnh của một Prey Purple. Em cũng không biết rằng mình có thể mình đi đến đâu. Thế nhưng nếu như em không tham gia MIQ năm nay thì sẽ là cái điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của em. Em lựa chọn quan điểm sống như thế nào? Em có hai quan điểm sống và cũng như là em đã theo đuổi nó. Có một quan điểm sống thì là do bà nội của em đã dạy em, đó rằng là hãy luôn tìm thấy những điểm may mắn, tìm những điều tích cực mặc dù nghịch cảnh đang xảy ra. Câu thứ hai đó là em sống với một tư duy rằng là tất cả cùng thắng và không có ai bỏ sót lại phía sau. Em là thí sinh đầu tiên và anh cũng cảm thấy một phần tự tin ở nơi em. Anh nghĩ em nên rèn luyện thêm về kỹ năng catwalk và anh sẽ dắt cho em trong vòng này. Mặc dù em đang rất là rung nhưng mà em trả lời câu hỏi của ban giám khảo anh thấy cũng đâu ra đó đàng hoàng, nội dung cũng đầy đủ. Anh đánh giá cao em, anh sẽ yes. Bản thân em của quá khứ em là một người khá nhút nhát vì em gặp một vấn đề về tâm lý sau khi phẫu thuật. Em đã vượt được qua nó để em đứng đây ngày hôm nay tự tin thể hiện rằng mình là một màu tím bản lĩnh. Oh, for me definitely yes, for sure. Thank you. Absolutely. Look at, can I call you as mommy? Mommy, look at. Yes, yes. Yeah. Thank you, mommy. Chưa gì đã có gia đình. So sweet, eh? Can I call you Sĩ Tiến Daddy? Yeah, nó có 5 năm. Chúc mừng em là thí sinh được. Don Ho Daddy. Giờ đó Don Ho Daddy. Giờ Sĩ Tiến Daddy. Đầu tiên. Nó dạy dựng những cái cảm xúc của em và dự sĩ tiến trở thí sinh và em cũng đang khó thì không biết có khó không nhưng mà sẽ được bao nhiêu huấn luyện viên chọn mình đây. Chọn kỳ không? Chọn kỳ. Khá là lo lắng. Xong, các bà là ở cái top đầu tiên là chỉ có đăng tiên thôi đó. Chỉ có đăng tiên. Nguyên cái top đầu tiên luôn á. Có đăng tiên với có ai nữa được vô không nhưng mà chiếu trên cái này chứ có đăng tiên thôi. Ồ dạ. Tại mỗi top Sabella với lại đăng tiên là top là cái group đầu tiên là vô với lại ban giám khảo. Nếu mà vô đó hả là giống như là không có nói là phải nói gì với lại đi đâu, giống như là nói là chỉ đi catwalk. Cái xuống đó, cái đi đứng đó. Rồi có người nào đó sẽ đưa cái microphone cho mình để ban giám khảo hỏi cái gì là sẽ giống như là trả lời cái đó. Với lại lúc mà tại Bella đi thứ nhì là Bella cũng không biết hay là giống như là ủa có người nào giống như là quát tay hay là để giống như là mình đi xuống không có ai, không ai chỉ hết á.
giống là Bella lúc đó là giống như là đang tiên xong có đi xong có Bella chỉ đứng đó là giống như là chờ giống như là máy quay hay là gì đó giống như là người nào cho signal gì đó để giống như mình biết là mình đi xuống là chỉ đứng đó chờ cái không có ai cái Bella chỉ nhìn Hương Giang cũng giống như là gật đầu cho Bella đi xuống bắt đầu đi xuống nên cũng hơi giống như là không có biết phải làm cái gì tại không có ai chỉ giống như không có ai nói là chừng nào đi đâu chừng nào nói chuyện gì hết á chỉ tới đó pose hay là đưa microphone là nói chuyện thôi chứ không có là giống như là phải nói cái này trong mấy cái top sau á là nếu mà coi nữa hay là mấy cái top sau nữa hay là có người đi vô cái hậu trường á thì nói là ô mấy thí sinh nếu mà các em đi tới đó là hãy trình diện như cái này như ngay nói cái này nói cái này nhưng mà cái top đầu tiên là không có ai nói cái gì hết á. Chỉ là kêu là đi ra rồi đứng đó thôi. Thì ra đám đó thôi. Học mà dạ. Bạn giám khảo không có hỏi gì hết. Không có hỏi giống như là chờ để thí sinh đó, giống như là nói mình ở đâu, tùm lum tà lả, không ai nói gì hết. Cái top đầu tiên thì rất là tội nghiệp cho mấy bạn top đầu tiên. Xui chút. Xui. Là không có được phổ biến rõ ràng. Giống là top, mấy cái top là 5 tới 6 sau rồi mới có người tới để nói. Mà lúc mà Bella lên hay Bella chọn đất đó, Bella giống như là nói, nghe đăng tin, giống như là nói tên tuổi mình ở đâu rồi tại sao mình ở đây là cũng nói hết. Cái rồi anh Đoan Hậu là người đầu tiên hỏi là tại sao Bella không có cười. Thì lúc đó Bella cũng nói là Bella không có giống như tự tin cho nụ cười của mình. Bây giờ có rồi, tại sự răng lại. Ủa? Là mới làm lại hả? Dạ. Là lúc trước là chưa? Chưa. Là chưa làm Việt Nam à? Làm Việt Nam. Ồ. Là Bella nằm đang lại ở Nice Smile là cũng là ban giống như là sponsor cho Mr. Sanders Queen thì Bella cũng vô đó cũng... I don't need sponsor, okay? Do đó tự làm cũng được, dạ. Thì Bella cũng làm răng lại. Trong hôm trước Bella làm răng được nhưng mà nó không có giống như là tự tin của mình. Bây giờ Lâm làm lại mới là cười nhiều hơn. Giống như Bella cũng nói Bella anh đang hậu hay là Bella không có tự tin với lại nụ cười của mình. Nhưng mà Bella cũng sẽ ráng là tiếp tục cười nhiều hơn trong cuộc thi hoa hậu của mình. Anh răng hậu cũng nói là yes. Rồi chị Sư Tiến nói... cái giọng nó nói giọng sau giọng của Bella không có truyền cảm gì đó. Bella cũng nói là tại giọng của Bella từ nhỏ Bella cũng giống như là bị phẫu thuật 4 lần rồi nên giọng của Bella bây giờ nó chỉ bị trầm vậy thôi, là Bella cũng không có hét được, không có la to được. Cái bây giờ là giọng của Bella nó trầm vậy thôi, là Bella nói sao là nó chỉ bị trầm vậy, nó không có giống như là truyền cảm giống như là giống Việt Nam hay nó lên nó xuống vậy đó, không có được. Thì chồng cũng là chỉ bây giờ nó chỉ có dạy thôi, tới đó thì có sao nó dạy thôi á. Và lại Bella cũng nói tiếng Anh nữa, với là chị Blue Cat hỏi là why should I give you the opportunity to go to represent Vietnam since you've been to the US since you were 6, what makes you have the right like right person for Vietnam since you haven't been here? What culture can you bring to Vietnam since you haven't been here in Vietnam for such a long time? So Bella cũng trả lời lại tiếng Anh là since I've been to the US, I never feel like US always my home. US always gonna be my education place, place I work and place I stay. Vietnam always gonna be my homeland. Even though I live in the US, my nationality always gonna be Vietnam. In my passport, it's gonna be in Vietnam. And before I came to Miss International Queen, I also get my Vietnam passport as the dual citizenship as US and Vietnam. And the only reason I want to represent Vietnam because Vietnam is my homeland. And I never feel like US could be my homeland, even though I can still have the opportunity to represent the US. But I choose to be in Vietnam because Vietnam is where I'd be the most proud of. Mm-hmm. And Miss Blue Cat's gonna be say, no. Ra chưa? Cái rồi chị Hương Giang hả? Vậy hơn Sông Hà. Sông Hà hỏi là em có nói được tiếng Việt không? Cái Bella cũng trả lời tiếng Việt là dạ em cũng nói được tiếng Việt. Dù em là qua Mỹ thuật 6 tuổi, bây giờ em cũng vẫn là đọc với lại nói tiếng Việt được. Với lại hầu hết là trong chương trình là Bella chỉ giống như là nói tiếng Việt. Chỉ có chừng nào Miss Blue Cat hỏi Bella tiếng Anh là Bella giống như là want to be respectful to Miss Blue Cat, giống như là what's respectful, tôn trọng. Miss Blue Cat là người ở Mỹ, là không có cần phải là có dược sĩ tiếng để giống như là truyền tải lại cái gì Bella nói. Bella chỉ sẽ
Miss Phuket hỏi cái gì là tiếng Anh là sẽ trả lời tiếng Anh cho đó, cho tôn trọng chữ cô Phuket. Để là không biết là dược sĩ tiếng Anh cũng không có giỏi lắm. Để là nói thẳng như luôn á, dược sĩ tiếng có thể không có cũng giỏi tiếng Anh nhưng mà không có thể truyền cảm gì mà Bella nói được trong tiếng Anh cho cô Phuket. Bởi vậy Bella mới nói là tiếng Anh thẳng cho cô Phuket, rồi cô Phuket biết luôn á là mình cảm thấy như thế nào để dược sĩ tiếng không phải giống như là truyền tải lại trong tiếng Anh. Thì anh Đăng Hậu hỏi tiếng Việt thì Bla trả lời tiếng Việt, anh Trực Sư Tiến giỏi tiếng Việt thì em Bla giỏi tiếng Việt, cái cô Blucat hỏi tiếng Anh, Bla hỏi tiếng Anh, rồi cô Song Hà hỏi em muốn nói tiếng Việt không thì Bla cũng trả lời hết tiếng Việt, rồi chị Quỳnh Như cũng giống như không có hỏi gì hết nhiều, chị Quỳnh Như cũng nói say yes cho Bla, rồi lúc đó Bla cũng nói ủa sao tại Bella trả lời tiếng Anh rồi hết là dược sĩ tiếng với là cô Phuket là say no. Rồi cô Song Hà không có hỏi gì hết cũng say no. Cái lúc đó là có Hương Giang cũng giống như là cũng shock là tại sao, hay là lúc mà Bella casting ở Mỹ hay là mấy judges ở Mỹ là yes hết, nhưng mà tại sao ở bên này Việt Nam lại say no, cũng chúng là shock. Bella cũng nói là cũng không biết tại ai biết, cũng Giang cũng giống như ráng cứu. Bella cũng say gì cũng nói là nếu mà Khương Giang say no bây giờ hay là Bella sẽ out, mà Khương Giang mà say yes bây giờ là Bella sẽ vô phòng top 30 giống như là quay, giống như là chờ đợi standby chờ đợi. Nhưng mà khúc này nếu mà Khương Giang mà nói no hay là huấn luyện viên được cứu. Đúng rồi, nếu mà lúc này Hương Giang say no là huấn luyện viên sẽ cứu, tại vì chị Quỳnh Châu chị đã nói là chị đã ghi tên chị Bella xuống cái nốt rồi là chắc chắn sẽ về thêm chị Quỳnh Châu. Dạ, Quỳnh Châu với lại Thủy Tiên. Dạ. Hai người đó sẽ cứu, nếu mà lúc đó mà có không được chọn chắc chắn sẽ được cứu, nhưng mà tại backstage cái này cũng là giống là top đầu tiên nữa. Với huấn luyện viên cũng không biết hay là cái giống như là cái rule của cứu là sao, nên nếu mà các bạn coi cái clip của MIQ mà post của chị Tiên á, sẽ có cái khúc mà huấn luyện viên hỏi là ủa cái này lúc mà Bella lên là ban giám khảo lần sau là hỏi là ủa được cứu không, thì chị Quỳnh Châu cũng muốn cứu Bella lúc đó nhưng mà biên tập qua nói là không có được cứu tại Hương Giang đã say yes là phải vô vòng standby là không có được cứu. Đó, cho nên là cũng tiếc là bị mất cái slot đó, nếu mà được cái slot đó thì vô thẳng tới 20 rồi. Thủy Tiên với lại Quỳnh Châu cũng ghi lại note là cũng muốn chờ Bella vô top 30 để có slot chỗ đó để cho Bella vô top 30. Quincy Lê cũng có là cô ở Mỹ, Quincy Lê ở Vegas. Ủa? Quincy Lê ở Vegas? Quincy Lê ở Việt Nam từ tháng 7 năm trước. Rồi Bella cũng hỏi đi chơi với Quincy Lê ở Las Vegas. Tôi cũng ở Mỹ. Dạ. Ủa hay vậy, em tưởng Quincy Lê chỉ có tụi mình ở Mỹ thôi, ai dùng Quincy Lê cũng không? Quincy Lê giống như là về Việt Nam sớm để casting ở Việt Nam, nên tưởng là ở Việt Nam, nhưng mà Quincy Lê cũng là ở Mỹ. Ở Las Vegas. Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu đến với chương trình đó chính là muốn trở thành một hình ảnh đại diện cho cộng đồng LGBT tài năng, và không chỉ là ở trên những sàn diễn mà còn ở mảng ca hát và dance. Sorry, can you come closer? I want to see your face. Biết biết Quincy Lê, tại Quincy không có giống như là Instagram hay là Facebook gì hết, không có social media. Nhưng mà có YouTube. Bây giờ sau này mới nói, sau này mới có YouTube, mới bắt đầu nói bả làm YouTube, bả mới làm á. Trong cái khoảng thời gian này sao em không luyện cái kỹ năng catwalk, hay là em dạng gì hơn? Em vẫn rụt rè giống như ngày nào phải không? Tại em hơi run, vậy cho em phép đi lại. Đi lại cầm luôn cái microphone đi đi. Bella nói cho Bella đi lại thì cũng không cho nó. Ủa sao lúc mà cho Đăng Tiên đi lại? No, Đăng Tiên đâu có đi lại đâu. No. Có hả? Trong cái đó là có. Cho Đăng Tiên đi lại cái lúc mà Bella đi, hay là việc xe tiếng nó. Ủa sao em đi xong lục cục cho em? Ủa em đã lục cục. Cho em đi xin đi lại cái việc xe tiếng với lại mấy người đó. Nói không. Nói là ủa nếu mà ban giám khảo cho em đi lại hay là mấy người kia sao
cũng phải cho đi lại hay sao nên không có chồng không có về đi à. Mà mấy cái show này là cho đi lại hết, đáng tiền được cho đi lại là không công bằng lắm nha, unfair nha. Dạ. Yeah. Giống như vậy coi, music mạnh dạng thôi nè, bước dài dò ra coi. Dài giống như dài bị rộng vậy ta. Anh Hảo cho em đi lại nhưng mà chị vẫn chưa thấy cái năng lượng trong. Chưa thấy năng lượng gì. Cái vấn đề của em ý ở đây đó là cái đôi giày của bạn ý. Cố chị chị vẫn. Trần Quân. Trần Quân. Trần Quân là thí sinh được hai mentor cứu đó. Xin chào bà giám khảo ạ. Xin chào bà đi kha. Meet to look at. Sao Trần Quân hả là lúc mà Bella với lại Tiên hả là ngồi. Ngồi ngoài uống nước. Mấy đứa thằng chờ hả là uống bô ba quá trời luôn. À. Ngồi đó. Cái rồi nghe la hét tùm lum tới là chị Bình Châu với lại chị Quỳnh Hoa chạy ra. Cứu cứu cứu. Đang quay chỗ nào? Vẫn quay chỗ nào? Cái chạy ra cứu, cái chạy ra cứu thí sinh, trời. Cái nguyên đám mấy đứa ngồi vậy không biết là vụ gì đang xảy ra. Tại tự nhiên mentor đang quấy trong một tiên chạy ra vô phòng của giám khảo. Cái gì vậy? Xong cái một hồi nữa bé Trần Quân bé ra bé mới nói là ồ em được cứu mà được tài trợ, được chị Quỳnh Như tài trợ cho học catwalk với quần áo nữa, tài trợ quá trời luôn đó. Cho nên em bé này là rất là lucky. Quân Tròn và em đến từ châu đốc An Giang. An Giang hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. À, để đứng ở đây, em không những vượt qua các bạn thí sinh mà em còn vượt qua được rào cản của xã hội, của chính bản thân mình. Và em đến đây không chỉ để truyền cảm hứng và muốn dừng lại. Em tay rút váy nè, tay lại kéo váy lên ngực nè, tay hất tóc nè, liên tục như thế này. Bối rối. Mà vẫn được rồi. Thấy là chị Châu cũng muốn phát cờ rồi. Lúc đấy bạn đã bị đó, lúc này nè. Không thấy chị Châu đứng dậy. Chị Châu không trao thì Hoa sẵn sàng Hoa trao cờ của mình chưa dơ. Là tại vì mình đang đợi là bán giám khảo phải nói là Quân không được lựa, không có được chọn. Châu cũng đang ngồi cho coi. Cái chưa gì Hoa dơ cờ lên. Wow. Nhanh đi em, nhanh đi em, chạy ra. Chạy ngay đi. Chị đuôi với Châu, không? Hai người với nhau. Nếu cần mọi đi. Người thật sự là rất mất bình tĩnh luôn. Lúc này la hét quá trời luôn, la hét chạy ra rồi máy quay dí theo mentor. Thấy vậy thì mình đứng phắt dậy và đi thẳng vào phòng ban giám khảo. Em nghĩ trong đầu là chắc mình về thiệt rồi. Nhưng mà thật sự là lúc đó vì Hương Giang say no, cái được cứu khỏe không? Ừ đó, đúng mà lúc đó chị Hương Giang say no thì chị bà được cứu là vô thẳng top 20 rồi. Ồ. Lần sau á, nếu mà ai nó vô á là vô khúc nguy hiểm á, nói thôi cho em ra. cho em ra bây cho giờ ra cho em tới được cứu cho nó khỏe. Mốt đi thay dạy nghe. Được tới hai vị huấn luyện viên chọn thì lúc đó anh cảm thấy rất là xúc động luôn. Thiệt sự Quân có đủ tiềm năng và Quân chỉ thiếu một cái bệ đỡ, Quân thiếu một cái người có thể giúp cho Quân giải quyết những cái khó khăn đó thôi. Cho tin rằng là nếu mà có điều kỳ diệu xuất hiện cho tin chỗ nào vậy? Em hả? Em bị qua rồi, không biết em qua chưa nữa. Nếu như mà huấn luyện viên cứu thì Như sẽ tài trợ cho bạn từ make up, trang phục cho đến là đào tạo. Tất cả mọi thứ Như sẽ tài trợ cho bạn để bạn tỏa sáng nhất trong cuộc thi. Em cũng sẽ tài trợ cho bạn đi trang. Ủa? Hay quá. Từ từ. À, hình như gần đây nè. Là quá bất ngờ với tụi anh. Sao khúc này nè. Ai bốn quyền của các giám khảo thì các huấn luyện viên họ sẽ có một lần nè khúc tiêu sân bay luôn rồi. Tới đây là tới sân bay rồi. Tiền bảo cái khúc mà đi không nhớ nó nằm ở đâu nữa. Ấy khi mà thí sinh đó bị loại khỏi cái sự quyết định của ban giám khảo và bây giờ thì em có đến hai huấn luyện viên cùng lựa chọn em và đội của mình, và chính là huấn luyện viên team đỏ buộc. Hình như trong top này phải, hình như gần đây này, gần đây này. Trương Tiên. Nhỏ Trương Kim Kim. Trương Kim. Hello judges, my name is Nikki. I'm a beauty advisor, model and makeup artist. Em có đủ tiềm năng, em có đủ tố chất và em là một trang giấy trắng để chương trình có thể khai thác thêm về em trong chương trình năm nay, và em tin rằng em là một trái tim dũng cảm để tiến sâu hơn trong chương trình. Em là Lê Kỳ Hân và em đến từ Đồng Nai. Em nghĩ rằng là ở cái độ tuổi khoảng 30 này thì em đã dành hầu như là thanh xuân của em cho cái việc dạy học, cho cái việc phát huy những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Thì em nghĩ rằng là đã đến lúc
em suy nghĩ cho giấc mơ của mình là trở thành một hoa hậu. So I would like to become MAQ Vietnam, to be a role model to younger generation and to raise the public awareness on the importance of education that is the passport to the better future. Em trước đây cũng là một ca sĩ, nhưng mà từ khi chuyển giới em không dám nghĩ tới mình sẽ bắt đầu lại đường hát vì sợ cái giọng của mình hiện tại Santa sẽ không baby. Được chấp nhận. Đúng rồi, có ra cái đó mà. Santa baby. Chị thấy em nói gì đẹp chưa? Some people they look at me like I'm like strange, I'm a different kind of person, so I want to hide myself, but now I want to come out and be brave, like the title of the competition, Brave Purple, to show everyone that the transgender is not a big problem. Okay, yeah. Thank you. Yes. 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 Say yes. Em rất là yes cảm động với những câu nói của em, với những cái thông điệp của em. Chị say yes. Cái voice của em rất là tuyệt vời. Và khi em lên đây em cái năng lượng có mà anh hy vọng em sẽ cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Cái khúc quèm cái thứ mà nó qua nó có mấy giây, mấy giây. Nhưng thực sự lần này quay trở lại sắc vóc của em rất là đặc biệt. Chắc chắn nó chỉ sẽ say yes. Your beauty looks so natural, you know, whatever to make you have to be anh to look this beautiful. Một. Your hair, your skin, you've got beautiful legs and your voice is so lovely. Yes for me. Dạ, yeah, câu đầu tiên thì anh thấy em có chỉnh chu và anh rất thích outfit em đang mặc trên người. Và anh say yes. Cảm ơn em. Bây giờ mà tụi anh yes vô tội vã là một hồi qua hút 30 cơ luôn đó. Thì bởi vì đang lo nó cứ yes quá. Yeah, tiếng chương kìa. Bé thì nó năng lượng nha. Không được vô hát hay mà lúc biết thêm không ai chọn. Sự lời đầu tiên cho Lương Thị Kiều Nhung xin chào tới tất cả quý vị ban giám khảo ạ. À, sau này em là một nghệ sĩ chèo hả? Dạ vâng ạ. Cái ơi còn thời thấy tiểu 30 ơi à thế mà 15 mất mình đi thi mình hát chèo. Thế không còn cái phong bì nào hả? Người ta hay nói là học tài thi phận. Chị nghĩ là nếu như mà em có số báo danh nhỏ hơn thì có thể là em đã có một trong những cái chiếc phong bì ở đây rồi. Nice. Nhưng mà bây giờ thì sao? Không, còn không, khúc này là 50 mấy rồi, số 5 mấy rồi. Cái này là nó nếu quen. Mà em có số báo danh nhỏ hơn sẽ có phong bì. Đó là số 3, không có gì hết. À, phong bì là thẻ vàng á hả? Ừ. Nghệ sĩ chèo là một người chuyển giới. Và chị nghĩ sẽ rất là tuyệt nếu như mà em tiếp tục dùng cái giọng hát của mình với một cái hình hài xinh đẹp như thế này và tiếp tục cống hiến và theo đuổi cái bộ môn nghệ thuật rất là cần được gìn giữ của Việt Nam. Em lại còn rất là trẻ. Chị say yes. Cảm ơn chị ạ. Yes. Thank yes. You. Yes. Cảm ơn Kha. Yes. Thank you anh ạ. Yes. Chúc mừng em. Vâng, em cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Ông Mì Lê Xì này ngoài dễ thương anh nhớ không? Xì mà tên này nhỉ? Hậu trường cỡ tóc. Gỡ tóc nè. Đồng. Lời nói đầu tiên cho phép em là Ông Mì Lê. Hiện tại em đang làm công việc là một nghệ sĩ lô tô. À, hiện tại em đang công tác và làm việc tại gánh hát lô tô Hương Nam. Cô đang nghe em, anh đang ngứa cái đầu. Dạ đâu. Cái tóc của em làm cho anh ngứa ngái. Trời ơi. Rồi, ổn. Nói thì mà tém lên kìa dễ thương nha. Cẩn cận đi xíu. Dạ, cảm ơn anh. Thật sự nãy anh tưởng Việt Hương đi thi đó. Dạ. Em đến đây em muốn trau dồi cái kinh nghiệm cho cái con đường sự nghiệp sắp tới của mình. Giống như là em muốn vượt qua rất là nhiều thử thách để em muốn gò bó mình làm cái sự chuyên nghiệp nhất định nào đó có thể. Kính mong tất cả quý vị ban giám khảo có mặt tại đây hãy cho em một cơ hội. Em là một người tuyệt vời đó. Một người rất chuyên nghiệp, rất dễ thương, rất rõ ràng. Tất nhiên năm nay nó quá kinh khủng. Chị cũng không biết cái tỷ lệ đi vào vòng trong của em như thế nào. Nhưng mà chị chỉ muốn nói rằng là bằng tất cả sự trân trọng của chị cảm ơn em rất là nhiều. Chị sẽ yes với em. Yes, 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 yes.
Hôm nay thì em biết mình không có đủ nằm tiêu chí trong hoa hậu đâu. Hoa hậu gì mà dữ vậy? Em nói thiệt. Nhưng mà em đến đây thật sự là em muốn học hỏi thôi. Nhưng mà em đã đứng đây rồi, bây giờ có cái tiểu phẩm gì cho ban giám khảo không? Em tặng ban giám khảo không? Em hát được không anh? Tại vì em hát lô tô mà. Rồi, 1, 2, 3. Con số gì đa cơ đa con mấy con mấy gì đa. Con số gì ra, đàn ông ở dương gian kia nhìn men mà chắc chỉ vừa thấy tiếng mấy gọi gọi bằng chồng hay bằng chị thôi trời ơi tiếng đơ cho rồi cho đỡ khổ cái thân mình ra con số 9 con số 9 rồi con số 9 thật sự nha, nếu mà chị có cái phong bì chị sẽ trao nó cho em. Nhưng mà anh đang lo nè, vì anh là nhà tài trợ về Vương Miện mà cái tóc này rồi làm sao anh biết anh đổi Vương Miện được. Bây giờ á, hồi chiều mấy bạn ngoài có nói em, ví dụ mà em có đoạt giải hoa hậu thì coi như cái đầu em như đội cái Vương Miện lên như bộ dòng xi men vậy anh. Lấy xà bông tuột vô. Cái này là tóc giả của mình mà. Dạ, tóc thật mà ha. Không tóc giả mà. Tóc thật. Thôi thì rồi. Chị cho chị coi giả là giả, còn anh cho thật là thật. Anh tin em, anh tin em, anh tin. Đại duyên quá hả? Cảm ơn em vì cái năng lượng tích cực mà em mang tới. Nhưng mà với cái vai trò của anh ngồi đây á, anh phải chấm theo đúng cái cách mà anh đã chấm từ đầu tới giờ. Cho nên là xin lỗi anh Seno nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, anh nghĩ đến chiếc Vương Miện khó đổi quá, đành với Seno với em. Sorry. Cảm ơn anh ạ. À, chị hy vọng em sẽ quay trở lại. Và khi chương trình được phát sóng, chị mong rằng là tất cả khán giả sẽ nhìn thấy được cái sự chuyên nghiệp và sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa. Còn đâu là bằng cái của một người sản xuất thì chị muốn ôm em một cái. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều ạ. À. Học xa em rất là vui ạ. À. Yeah. Trời dễ thương quá trời đời. À, hy vọng sẽ quay trở lại nhá. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Đến giờ phút này thật sự à, là vô tới big team rồi. Ở lộn vô tới yeah, nào standby à. Có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Là kẻ xin anh... chào mừng tất cả các bạn thí sinh đã quay trở lại. Cái nó có mấy giây à? Hốt của em có mấy giây à? Có lại khung này hơi PTSD chút nha. Hơi nói chung là lúc mà chị Bella bị ao là người nào cũng tiếc á, tất cả thí sinh đều ngồi đó tiếc luôn á. Ủa là tại nó sao? Lúc, cũng hỏi là cái sao? Lúc mà Bella khóc á hả, là tại vì sau chúng là một quay cái này là rất là lâu trong ngồi sau hội trường hay là mấy chị em ngồi đó là giống như là nói chuyện với nhau rồi tùm lum tới lại hết là Bella biết hết. Mấy chị em ngồi hội trường á là ai cũng giống như là muốn Bella được vô top 30 là Bella cũng ráng được vô top 30 vậy. Cũng tại lúc mà ai cũng nói là ôi chị được vô top 30 tao vô top 320 giống như là mình cũng rất là giống như là ráng. Mà lúc mà đó chúng là bị hụt hẫng một chút. Tại vì người nào cũng for sure chắc chắn chị Bella sẽ được vô in top rất là cao. Mà có thể là hoa hậu luôn nhưng mà không ngờ bị hụt. Bị hụt. Hoa hậu. Của vòng này như sau. Mỗi một giám khảo hãy cho tôi một cái tên lựa chọn từ vòng standby để bước vào vòng chọn đội. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Vòng standby này cũng là giống như là 11 giờ đêm rồi á. Cũng lâu stand rồi. By, stand by. Đúng rồi, cả đó đó. Nhà cũng chờ tối tới đó từ 9 giờ. Một cái này là lúc mà Bella lên đó là cũng 3-4 giờ. Thì cái này chừng... Tập đầu tiên, rồi stand by là cũng 11 giờ đêm. Từ giám khảo Đoan Hậu. Trời, coi lại khúc này vẫn hồi hộp nha. Lúc mà đứng đây là rất là rung luôn, kiểu là rất là mong được chọn vô á. Ai cũng muốn tạo gì. Và đây là thí sinh mà đang dành quyền lợi của mình để đang chọn. Nó đứng rùng và phải ráng. Chọn mọi người đón nhận em vào team. Cảm ơn anh và Đan Hậu và xin được chúc mừng. Em sẽ bước vào vòng chọn đội. Nó ráng cười cho anh đón họ nhưng mà khóc chậm. Thế thì của chương trình thì phải chọn ra một người đã có tri thức, có ngoại hình, tất cả mọi thứ để có thể đi vào vòng trong. Nhưng riêng đối với Như thì Như còn thêm một tiêu chí nữa, đó là một trái tim yêu thương để gửi đến cộng đồng. Và đây là người mà Như sẽ chọn. Yeah! Cảm ơn Như. Chúc mừng em. I'm a queen up. Và đây bây giờ sẽ là quyết định Thị của Nguyễn. Và đây sẽ là cái lựa chọn của tôi.
lúc này em đang đứng em mong béo là béo là béo là béo là béo là Nhi gì nè, phải không? Không. Đang có lan tan về một vài cái case cho Giang mời số 3, số 4 và 51. Rồi, ba bạn hãy đi catwalk lại một lần nữa. Đây là những cái cơ hội cuối cùng của các bạn để xem là các bạn có thể tận dụng được cái cơ hội này hay không. Nhưng mà lúc đó chị đi rất là slay. Đó. Nè, cái này lúc mà Bla trước khi quay cái này là Bla cũng tập được đi cái này. Giống như là Bla không biết là một cách đi hoa hậu là một cách khác với một cách đi người mẫu là một cách khác. Là trước khi này cái này là Bla là làm người mẫu rồi. Là Bla cũng training cho Khánh Vân để làm giống như là dìm nó lại một chút để làm giống như là hoa hậu. Tại bây giờ mình đang thi là thi hoa hậu chứ không phải là thi làm người mẫu, không phải là thi làm the face. Nên không có phải đi giống như là người mẫu được. Nhưng mà cái này phải là đi cách hoa hậu. Với lại cái áo đầu của Bella cũng nó cũng dài được, phần đó cũng phải đi giống như là cái kia được đâu. Chấm người mẫu được đâu mà giống như là slay, cái này phải là đi cách hoa hậu. Cái lúc này Tiên đứng ở phía sau là thấy chỗ đi đẹp nha. Tại vì mình đứng ngay cái sàn mà, ngay cái runway mà đi. Với Bella tuyệt tình lắm. Bella đi trước giống như là gọi ba là Bella tuyệt tình nhất là Bella đi giống như là Bella đi trước. Bella sẽ đi trước cho mấy chị em đó. Anh bù đi cũng đẹp. Sensa có một cái áo ngắn hơn là Sensa sẽ model walk nó cũng dễ hơn. Với lại Bella cũng quay giống như Sensa đó trước là Sensa quay đó, nhưng mà Bella không có được chiếu trong cái này, giống là cũng quay giống vậy. Tại đi hai lần mà. Dạ. Đi hai lần, đi khách quốc lại hai lần. Cũng Bella cũng không có được giống như là quay lúc mà Bella quay, nhưng mà là họ quay giống như là cho Sensa nhiều hơn chút. Với lại áo đông của Sensa cũng dễ đi hơn chút. Nó hơi model. Và sự lựa chọn của Giang đó chính là đất này rất là hồi hộp cho nó được cảm ơn. Em đứng em cộng cộng nguyện như chị luôn á. 51. Sinh xa cũng hết hồn khúc này nè. Nhìn sinh xa cũng là hết hồn. Nhìn qua bên chị nè. Sợ tại nghĩ chị. Tại nghĩ là chị Bao Lạc sẽ được vô. Nghĩ cái việc lựa chọn này là cho các bạn thêm một cơ hội thôi. Còn có cái đó lúc là hộp lúc này Dược Sĩ Tiến là cho cơ hội nhầm người. Anh cũng cho bạn một cơ hội để làm lại cái hình ảnh mà bạn đã làm xấu. Anh chọn số 4 danh 34. No. Đó, cho cơ hội xong cái vô tập 3 bá quậy. Bella biết hả là Dược Sĩ Chiến cho cơ hội, nhưng mà rất là nhiều thí sinh đã giống như là hy sinh để vô thi cái này lần đầu tiên hay là lần thứ hai mà giống như là không có giống như là quậy gì đó, mà cũng rất là muốn là được cơ hội để vô, xong là Dược Sĩ Tiến không có chọn mấy người đó để vô mà lại chọn thêm một người là đã từng có một cái phốt trong cái mùa 1 rồi. Thì đó giống như Tiên cũng đã có một cái drama trong mùa 1 rồi. Với lại Tiên với lại Bella với lại Tiên cũng đi chơi với lại không phải là đi chơi mà là đi giống như là đi ăn chung, không có đi ăn luôn. Đi casting đó, xong. Đi casting xong. Bé này tên gì? Huỳnh My. Đi casting xong cái lúc này đi tụi đi ăn bún bò. Cái rồi anh Bùi gọi xe cái đi ăn bún bò nó hơi xa một chút, tại không biết quận nào qua quận 1, quận 3, quận 4 gì đó. Bạn này cũng đi theo cái ngồi giữa sân, bạn này cũng nói ủa đi gì mà đi xa quá vậy. Đang đi chụp được nửa đường thì mình mới nói thôi đi xa quá mà thôi giờ tôi cũng hết đói bụng mà hơi chắc tôi về trước. Thì đang đi được nửa đường rồi thì hình mới xuống xe bắt xe đi về. Nói tài xế ngừng xe chỗ này cho em đi ra rồi em đi về. Mà lúc đó là Tiên, anh Bùi, chị Bella kia ra là bốn đứa tụi Tiên đi casting rồi, tính đi ăn bốn đứa thôi. Xong Huỳnh My đâu tự nhiên lại kêu kiểu chị em làm quen rồi đó. Cái hồi nữa kêu đi chung thì không lẽ tụi Tiên say no thì nó kỳ quá thôi. Ok đi chung cũng được, chứ đi chung cũng được thôi nhưng mà giống như là ngồi trên xe cái Huỳnh My cũng hơi hơi đau đẻ em chút. Hơi complain chút, hơi cứ nói này nói kia hơi complain nhiều quá mà tụi giống như mới gặp mà mình cũng đâu có thân thiết gì đâu mà chia sẻ nhiều quá hiểu không, cho nên cũng không có ấn tượng lắm gì hết.
nên lúc này cũng là cũng sắp. So for me it's quite difficult as well. Because tại lúc này em cứ nghĩ là càng sẽ chọn chị. But I would like to see number 3, 4 and 7 in front of me here please. Đó. Dạ, Bella với lại anh Bùi bị kêu lên hai lần luôn. Hai lần. Hai lần là lọt hết hai lần cứ luôn. Cứ tưởng lần thứ hai là sẽ được vô, một trong hai người chắc chắn sẽ được vô. Mà mỗi lần kêu là kêu người khác không mà. Xô dễ sợ luôn á. Lúc đó là mừng hụt á. Mừng hụt mấy lần luôn á. Ác dễ sợ luôn. Nó là tiền đang đứng đi kìa. Bèo lại. Smile. Number 7, congratulations. Xin được cảm ơn tất cả các thí sinh còn lại. Nhưng mà Bella rất buồn và rất tiếc là Bella không làm được như. Ở khúc này ác nữa. Sao? So, Bella giống như là lúc mày bị loại rồi hay là giống như là bị hụt hẫng rồi, lắm là nó chưa giống như là hit Bella, giống như chưa đánh tới mình á. Chưa cảm thấy là mày bị loại rồi á, là mấy mentor lại mấy thí sinh khác tới ôm Bella, nó là cũng bị shock trẻ. Rồi Bella mới ra hậu trường mới bắt đầu khóc, họ quay một lần nữa rồi bắt qua bên này ngồi để giống như là quay lần cuối á. Cái rồi lúc đó chưa đáng lẽ ra anh Bùi quay trước hay là bé nào quay trước á, thì Bella ngồi trong góc, Bella giống như là ngồi đó giống như tất rồi bị khóc giống bị ức vậy á. Rồi hay là cái anh quay phim nói ờ cho Bella lên ngồi trước để quay trước tại Bella đang khóc. Cái rồi mới quay hết bình trời. Mày quay chưa cái pin, mày quay hết pin, cái phải ngồi đó chờ. Rồi Bella ngồi đó chờ, Bella thở, ồ mấy vị cái này giống như là sắp xếp, như là có người giống huấn luyện viên nào vô cái phòng mà quay phim để là cứu Bella, giống như phải ngồi đó 30 phút lận. Thì đó mình cũng, đi tìm pin, mình chờ phép màu xảy ra, chờ phép màu xảy ra, cái ngồi đó chờ, maybe mentor từ giống như là surprise, giống như là để cứu lại thí sinh nữa mà không có, cái ngồi đó khóc. Cái khóc cái rồi bình tới cái quay cái nói ok em hỏi mấy câu này, cái Bella trả lời hết, Bella khóc cái rồi nói chờ chút thay pin được. Trời ơi đang khóc mà thay pin quá đang rồi. Khóc nửa chân vậy đó. Cái anh Bùi nói là ủa chị đang khóc mà từ trai cái bác cảnh chị giống như là ngừng khóc để anh thay pin rồi tùm lum tất lại làm nó sao được nha. Mình tới lúc này vẫn còn bị xui là hết pin. Đang khóc nữa chừng đang quyết tình cuối cùng chúng ta cho ra hết luôn á. Cái nói ờ em chờ một chai để em thấy bên. Thấy bên khác nữa chờ 10 phút nữa chờ ơi ác dễ sợ luôn. Là ngồi khóc đã khóc rồi, khóc nửa chừng qua đó trời không có ai đưa giấy gì hết á. Không có trong đồ chạm gì hết. Nó lem tùm lum tất lả rồi nó cho lem luôn. Khóc quá trời cái rồi nó chờ 10 phút. Cái ngồi nó nhìn chờ xong ngưng xong rồi khóc tiếp. Oh my god. Rồi khóc quá trời nó cái bây giờ nó lem rồi cho nó lem luôn. Bella xin lỗi. Cảm ơn các bạn đã đến với MIQ và hy vọng rằng là các bạn 10 sẽ phút nửa tí mà cắt phút. Còn có nhiêu đó. Dạ, cắt còn có nhiêu đó. Ngồi đó khóc 30 phút luôn á. Kỹ càng và cũng như chuẩn bị sẵn sàng để bước tiếp cho những mùa sau, và như tin chắc rằng còn đam mê bạn sẽ còn tỏa sáng. Một lần nữa xin cảm ơn cái sự đóng góp các bạn và chương trình. Và xin được chúc mừng top 6 thí sinh, các bạn sẽ bước vào vòng chọn đội. Và ngay lúc này các huấn luyện viên sẽ phải đưa ra quyết định của mình. Bộ áo đó có tiền ở đâu vậy? Brand võ hả? Tại lúc mà đi casting show của Khánh Vân á, em thấy Hoài Phương bận. Cái em về mới kiếm, em nhờ stylist của em kiếm thử. Thì ra là của Brand Võ. Các thí sinh sau khi vượt qua vòng casting sẽ chính thức bước vào vòng chọn đội. Mỗi huấn luyện viên sẽ chọn cho đội mình 5 thành viên. Tới vòng này là hết rồi đó. Tiền với Bella xong rồi đó. Xong, bây giờ chỉ có tiền vô thôi. Bella vô cũng đâu. Bây giờ Bella đang về nhà đang khóc. Vô cũng đâu có... cũng... tại vì tiên là bị chọn hụt, đáng lẽ là Quỳnh Mai sẽ chọn tiên. Sao bị chọn hụt?
lúc mà em đi lên, em đi lên em catwalk lên đúng không, em nhìn hết mấy giống cả em nhìn xoáy vô mắt chị Châu, kiểu là mình muốn contact chút xíu là mình muốn nói cái gì đó qua qua ánh mắt không, nhưng mà xong cái chị Châu chỉ nhìn xong cái em đi về. Lúc mà em đi về em xoay lại thì em thấy chị Mai đưa bảng lên, em thấy đưa bảng lên rõ ràng, sau cái em vừa quay lại chừng 2 giây à, cái chị Mai bỏ bảng xuống, cái chị Mai nói là trời ơi mấy ca này khó quá rồi làm sao mà chọn được đây. Rồi xong cái nguyên cái hậu trường nó im ơi là im luôn. Xong cái ông dự sĩ tiếng nói là ok thôi cảm ơn em đã tham gia cuộc thi vậy đó. Rồi đi ra đợi tiếp, ra standby tiếp, tại vì tới cuối cùng mà không có huấn luyện viên nào chọn á thì ban giám khảo sẽ pick, sẽ pick lại để cho huấn luyện viên đó những cái slot cuối cùng đó, thì mình cũng phải chờ tới khúc cuối cùng nữa luôn rồi cuối cùng cũng không được chọn. Đó là mấy giờ rồi? Em nghĩ chắc cũng phải 12 giờ mấy 1 giờ, tại lúc mà xong hết tụi em đi ra em nhớ lúc mà em ra em dọn đồ là 1 giờ rưỡi đêm. Lúc đầu không có buồn nha, lúc đầu bị loại xong cái không có buồn, tự nhiên cái lúc đi ra xếp đồ khóc quá trời luôn. Cái lúc mà mình xếp đồ mình rất là tủi thân á. Tại vì tại người nào cũng thay đồ, giống như đồ trắng với đồ tím rồi lúc mà Bella ra, hay là Bella không có được thay cái áo đầm của mình. Chẳng là Bella rất là muốn thích cái áo đầm nhất, cái áo đầm hơn là cái áo đầm Bella mặc nữa. Là Bella tỉnh hay là vô là thành giống như thay cái áo đó là thành giống như là để pick team. Pick team. Đó, xong là áo đó là sáng hơn áo này nữa. Bella ra khóc quá trời, cái Bella mới nhờ Tiên là bận giùm Bella cái áo đó để Bella đi về đi ăn gì, đi ăn bún gì đó hả? No, tại Bella trả giống như là 20 triệu cho cái áo đó để được cho mặc, mà Bella giống như là bị hụt không có được mặc á, thì bây giờ tùy mình không có được mặc trong cái đó mình cũng mặc đi về cũng được. Bận cái đó đi về để at least nó có một cái kỷ niệm gì đó với được mặc. Lại Bella cũng rất rất thích cái mặc áo đó mà không có được mặc. Mà sao không mua luôn cái đó? Nhưng mà thích có sao không mua luôn cái đầm đó? Nó mắc quá. Nó hơn 20, nếu mà mua là mắc hơn 20 đúng không? Cũng gần 100 triệu á. Ui, cái gì mắc kia vậy? Nhà đã thuê hả là cũng 20 triệu rồi. Cái đó cái đầm đó của ai? Của những cái nào? Của Minh gì á? Nguyễn Minh Tuấn. Phải Minh Tuấn, không biết nữa. Cũng giống vậy. Không, hình như là cũng Nguyễn Minh Tuấn á. Dạ. Không, chị muốn không để em hỏi cho, tại lúc mà em thuê cái đầm đó thì giá rẻ hơn. Bao nhiêu? 5 triệu. Em thuê cái đầm đó có 5 triệu để em đi chụp hình đó chị. Em thấy chị thuê 20 thấy hơi mắc đó. Quá mắc gấp 4 lần em thuê có 5 triệu à. Dạ, vậy thôi em 20 triệu em quá. Em thuê 5 triệu em còn hết hồn nữa. Trời sao mắc quá vậy? Tại cái đầm đó đúng là nó đính đá đẹp thiệt. Để có gì em hỏi stylist lại coi. Dạ, hôm trước thì thuê cái áo dài để đi cái kia là 15 triệu quá. Ủa sao mắc vậy? Của chat by Saddam gì đó. Thì chắc cái stylist của chị nó chặt 15 triệu, 20 mấy triệu mà. Chặt gì chặt quá vậy trời. Bên em là lấy em đi chụp hình bộ đồ nó 5 triệu em thấy mắc rồi đó. Vậy cái đó tối phải transfer tiền cho nó. Trời ơi. Thôi để đợi đi, để em hỏi cái áo đó không? Em mua liền. Để em hỏi cái áo tím đó cho chị. Okay. Được là mua liền quốc liền. Tại cái đó nó cũng có một size à. Dạ. Vừa có size đó đúng không? Vừa đúng không? Hơi chậm. Hôm bữa lúc em bận cái đó em đi chụp hình là em phải nới cái dây ra, tại em bận không nhiều lúc đó. Lúc mới về Việt Nam mập lắm, mập hơn lúc này. Cho nên phải nới cái dây đó. Phải bóp cái ngực lại. Lúc đó thì nó hơi khó kéo một chút, phải nịch hết vô cái kéo lên luôn thì mới vừa. Dạ. Nhưng mà lúc mà quay giống như là mới bị loại á là không cảm thấy hết, tại lúc đó bị đơ rồi. Rồi phải qua rồi lấy cái vali của mình rồi thấy mấy cái thí sinh còn được ngồi được đó, đi vô được gì vô á là giống như là mình đi về á, lúc đó nó mới buồn á. Em cũng vậy thôi, lúc mà bắt đầu xếp đồ vô cái bút xe cái trời, tự nhiên nước mắt nó rớt, nó khóc quá trời khóc luôn. Rồi đi về cũng tự nhiên lủi thủi xách đồ đó là ngồi mình. Trong taxi trong Grab á, ngồi đó khóc quá trời, cái ông tưởng gì, tự nhiên mặc cái áo đầm này cái ballet bự, cái mặc áo dạ hội, cái ngồi đó khóc kỳ quá trời luôn. Ông nói ôi sao mà khóc vậy, nothing. Lúc đó cũng không muốn nói gì nữa, nó chỉ biết không muốn nói. Tức quá rồi, giống là ức rồi, tức rồi giống cái tức nhất á là giống như là Bella nghe các thí sinh ở ngoài hay là nói là mình được vô, giống là để mình lên cao vậy mà mình không có được á. Tại ai cũng mong Bella vô mà thấy là
thì chắc chắn người nào cũng 100% là tin là BR sẽ vô, mà lúc mà bị cái gì xảy ra không ai ai cũng tin, hay là giống như là mấy thí sinh của Mỹ là cũng phải 4 người vô. Đúng là rồi. Mỗi người vô một team tại đó. Vì đã casting bên này về rồi mà, chứ làm sao mà không ai vô được, hoặc là một hai thí sinh mà 4 đứa vô phòng mà chờ đợi luôn á, hay là sắc lắm á. Dạ. Đó, ok, đó là toàn bộ tập 1 của Tiên và Bella. Dạ. Tập 1 thôi, mình tỏa sáng được bao nhiêu đó thôi. Cái tập 1 nên Bella chỉ làm tập 1 thôi nhé. Nếu mà các bạn muốn Bella react cho tập 2, tập 3 nữa, Bella sẽ để cái link right down below. Bella sẽ làm tập 2, tập 3, mà Bella với lại Tiên đã làm tập 4 rồi. Và Bella, các bạn sẽ coi tập 4. Tập 4 bên chị cũng có quay rồi, chị cũng Bella với Tiên cũng quay một chung một lần, hay là cho tập 4 là Bella sẽ share tập 1, có thể tập 4 nữa. Nếu mà các bạn muốn coi Bella reaction cho tập 2, tập 3 nữa thì để comment right down below ở dưới cái vòng comment đó. Bella sẽ ráng làm tập 2, tập 3 nữa. Nhưng mà bây giờ là Bella chỉ có tập 1 với tập 4 thôi. Tại mỗi lần là coi lại cho Miss 12 giờ đêm rồi mấy bác. Đại sứ Hoàng Mỹ nữa là coi giống như là mình không có được vô á, là giống như là cảm thấy giống như là nó hơi tức một chút á. Giống hơi buồn. Tới mấy cái vòng mà thi catwalk rồi đi cầu thang kia mình cũng tức, bộ nếu mà mình đi vô được chắc chắn. Với lại tập 1 hay là được chụp hình cưới nữa với lại Bella với lại Tiên, hay là hai người đã là có chồng rồi, là cái đó là quá chặt quá trời trời ơi. Lại biết là post làm sao, đúng rồi, giờ anh vô là post sao là ra hình cưới liền, là vui vẻ thì là biết không, rồi không có bị sụ sụ khỏi phải sư phạm nữa. Vô làm luôn, khỏi cần chị nữa, cứ để chị vô làm. Không, nói chung là những cái chuyện mà bên trong học trường của một cái show đó, nó rất là nó nhiều thứ lắm mọi người đừng có coi chỉ một cái show mà mọi người thấy những gì nó hiện hữu trên đó là thiệt nha, nó không có đâu. Những cái mà sau hậu trường nó còn thú vị hơn nhiều. Thì Tiên cũng rất mong là chị Bella sẽ làm tập 2, tập 3 để cùng reaction với mọi người luôn, cũng giống như Tiên cũng đang làm reaction với mọi người Bella luôn. Bella chỉ sợ quay tập 1, tập 2 cái giống như là mình không có được vô đó, cái nó buồn. Giống như là bị giống như là phải coi người khác thi mà mình không có được thi cái khúc đó. Thôi bây giờ mình cứ thì mình nếu mà mình làm thì giống như mình support mấy bạn thôi, mình là như đàn chị đi trước thì mình thôi mình support mọi người thi tốt. Dù là không có insert hay gì hết, dù là không có insert hay cái gì hết, nhưng mà mình lúc nào mình cũng giữ một cái năng lượng tích cực để mọi người, nhân chị em trong cộng đồng mà. Mình yêu thương nhau thôi. Nhưng mà tới đây Bella sẽ có một cái secret vài tháng nữa sẽ nói. Bella không được cương miệng của MIQ nhưng mà và đừng làm chấn động nha bà. Vụ gì đây? Không, chuyện này Tiên cũng biết nha, Tiên cũng chưa biết là bí mật gì nha. Tiên cũng sẽ đang đợi cho mọi người coi là bí mật gì. Chưa ai biết hết. Biết đâu. Who knows? Who will resent for USA this? Chưa biết, có thể Bella sẽ gặp lại các bạn ở Thailand cho me. Không có đâu nha, Bella chỉ muốn đại diện cho Việt Nam thôi. Thì nó giỡn vậy thôi, nhưng mà thì từ từ chị Bella mấy tháng nữa sẽ tiết lộ cái bí mật này với mọi người là cái việc gì nha, Tiên cũng chưa biết. Ok, rất cảm ơn chị Bella đã cho em cùng với chị chia sẻ cái reaction tập 1 này để chia sẻ với những các bạn đang xem cái vlog này của chị. Từ lúc mà em IQ Việt Nam xong là hai chị em tới bây giờ mới gặp nhau ở Mỹ lại. Đó, từ tháng 12, bây giờ là tháng 3 rồi. Từ lúc thi xong tới giờ là chị em mới gặp nhau trên đất Mỹ. Mà từ nhà Tiên lên nhà chị Bella là 2 tiếng đồng hồ đó mọi người. Nhưng mà anyway, hôm nay lên chị em được gặp nhau, được nói chuyện, được vlog, được reaction với mọi người thì chạy 2 tiếng thì nó cũng đáng. Các bạn hãy like và subscribe cho Tiên Chuyên Official, với lại subscribe cho Bella Snow, cho hai kênh của hai chị em mình nhé. Với lại tiếp theo có thể Bella với lại Tiên Chuyên sẽ hợp tác làm nhiều YouTube hơn cho các bạn, có thể làm makeup, beauty, làm makeup, làm nhiều content hơn cho mọi người, để mọi người được enjoy hơn. Bella muốn làm một content giống như là
Tiên sẽ làm make up cho Bella. Bella sẽ làm make up cho Tiên. Okay. Hay là hai đứa làm make up chung một lần, giống như là share secret. Hay là mình nói một cái gì đó, đó mình sẽ lên consent để mình làm cái video đó mình chia sẻ với mọi người. Nếu mà các bạn thích làm thì Tiên với lại Bella làm content, beauty content together, like write comment right down below. Thank you guys for watching this video and thank you Bella for inviting me to join this reaction vlog with you guys. Nửa đêm rồi hai người uống quá trời luôn. Okay, please like, share and subscribe for Bella Snow and Tin Chương Official. Chị nhớ để cái hình đồng này nha. Thank you everybody for watching this. I think it's gonna be my first reaction for like a show for Miss International Queen Vietnam 2023. If y'all interested to watch the show, I'm gonna leave the link of the show right down below. Also, this is just the first episode. There's about 3 or 4 other episodes already out right now. So if you want me to react to episode 2 and 3, leave a comment right down below. I'm going to do that reactions. We actually already did a recording before this for episode 4. So episode 4 reaction going to come out, but I'm not sure going to do episode 2 and 3 because it's a little bit still new for me to watch the show again when I'm not allowed to like in it. So it's still fresh. So I'm not sure I'm going to do it, but if you like me to do the reaction right down below, maybe I'm going to do it in the future. But thank you a lot for watching this first reaction. And thank you, Tien, for coming to be our first guest for this year for my YouTube channel. We're going to restart a new series of me going to Vietnam soon. We're going to go to Ha Long Bay, the trip, how we get to Vietnam. Also, behind the scene of me getting ready for the first episode of Miss International Queen. Going to be on it also. So watch for the new upcoming episode, and it's also kind of like midnight, so we're gonna go to sleep, wipe all this off. So thank you for watching. Like, subscribe to Tien Chuen Official. I'm gonna leave her comment, her information right down below, and definitely like and subscribe to my channel and ring the bell button right here for notification. Oh, it's been a long time. Okay, I'll see you on the next video. Bye. Bye. See you. Mwah. Dắt team của họ vào đây huấn luyện để nhìn cái đội khác tỏa sáng. Em rất hiểu điều đó, nhưng với quan điểm là rất là hy vọng rằng tất cả mọi người đều quyết định theo cái tương lai của thí sinh. Và nếu như bạn ấy mạnh, và chúng ta đều nhìn thấy bạn ấy mạnh, tại sao chúng ta không bảo vệ một bạn mạnh và bạn có tương lai? Vậy tại sao xong bạn nói ra cái đó tập đầu tiên ở đây chưa chết. Bây giờ mới nói xong nói cái tập đầu tiên. Đúng rồi. Nè. Sao không có nói đó tập đầu tiên? Trời ơi, hai người mạnh ngồi đây nè. Ác dễ sợ. Đó, ok, nếu mà công tâm mà nói đúng không, là top 5 ở Mỹ là có Tiên Chương và Bella Snow là hai thí sinh cũng không phải là yếu.